Xin chào các bạn. Mình đến công viên để đi bộ nhưng mà bước ra ngoài gió quá. Mình tính ngồi set up cái máy này, máy chống rung biết không? Mình mua mua là rất là thích. Nó nhẹ lắm mà nó xài rất là tốt với cái máy nhỏ nhỏ như vậy. Mình tính ngồi ở ngoài vừa nói chuyện vừa set up luôn. Mà gió thổi ô. Nên chạy vô xe mình set up rồi mình đi bộ sau. Thì cái máy này là máy Sony nè. Quay ảnh rất đẹp. Rồi mình sẽ set up chứ cái máy này không biết cái đây mình có chỗ để mình để cho nó đứng lên không. Như bạn thấy không, khi mà mình lock nó lại nó không có bị lung lay. Rồi bây giờ mình muốn set up mình tháo nó ra thì nó sẽ quay đi như vậy. Các bạn có khỏe không? Vẫn theo dõi tin tức về virus corona hả? Thấy tình hình càng ngày càng tăng lên, nó không có xuống, nó không có nguôi. Anyway thì mình cũng đang theo dõi. Mình cũng tò mò thắc mắc. Mình ấy thì hồi xưa là mình học về kỹ thuật kỹ sư điện tử phải không, nên biology là về sinh lý ha, là mình không có cần phải học nhiều, chỉ có một vài lớp căn bản thôi. Mình thấy có một cái bác sĩ kia lên cũng như là giải nghĩa cách cái này mình sao vậy, giải nghĩa cái khác nhau giữa vi khuẩn và vi trùng. Vi khuẩn là virus phải không? Anyway mình thấy cũng rất là educational. Mình hồi xưa thì chỉ biết là vi khuẩn, vi trùng thì mình nó là gọi là bacteria, thì nó có thuốc trụ sinh mình trị phải không? Còn vi khuẩn thì virus thì phải khó lắm, chỉ có ngừa nó, với lại không thôi là cơ thể mình nó có cái chất chống tự nhiên á, nên mình để gì nó để giờ nó không có ba lan, mình phải ba lan nó lại. Anyway vừa nói vừa thì mình chỉ biết như vậy thôi, nhưng mà thấy bác sĩ này giải nghĩa mình thấy rất là thú vị. Thấy rất là hay. Nghĩa là cái con bacteria là cái con vi vi trùng á, thì nó là một cái sinh một gọi là living thing, là cái gì ta, là một cái vật sinh sống. Còn con vi khuẩn á, nó thật ra nó không có sống, nó chỉ nằm đó thôi. Nó cũng như là nó còn sống nhưng mà nó không có hoạt động. Còn vi khuẩn mặt hứng đang mình đang nói về chia sẻ về cái bữa nay mình học được cái mới về vi khuẩn và virus, tự nhiên cái máy nó cúp, mình nói chặn dần lại hải không biết nói tới khúc nào rồi. Anyway mình chỉ nói tóm tóm sơ sơ là hôm nay mình thấy thú vị, mình học được trên mạng của một bác sĩ cắt nghĩa về cách hai cái sự khác nhau giữa vi trùng và virus. Thì nói tóm lại là vi trùng nó sanh nở tự động được, thí dụ như ở trên chỗ nào ấm ấm á, trên cơ thể người ta, hoặc là trên một cái bàn cái ghế nè, hay là trên miếng thức ăn á, tự nhiên nó sẽ sanh nở ra tự động, nó nở, nở từ một hai con này, hai con, bốn bốn tám tám, nó nở 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 ra vậy đó. Còn con virus đó, nó phải cần có cái tế bào để mà nó bám vô, cho nên virus mà khi mà nó vào trong cơ thể người ta rồi đó, thì nó mới sống được, nó mới nó phải nó tấn công con tế bào đặng mà nó dùng cái tế bào đó để mà nó sống, nó sinh sống, cho nên nó cứ dần dần nó giết đi cái tế bào như là tế bào phổi hay là tế bào gan, tế bào ruột nọ trong cái cơ thể mình đó, thì mình chết là tại vì dần dần là mình tiêu tùng là bị bởi vì nó đó.
Anyway, mình không biết mình nói tới đâu rồi, mình đang ba lăng cái này đang mà đi ra ngoài đi bộ một chút mà nãy giờ làm không được, phải có cái bàn mới ngồi làm được các bạn ơi. Thôi mình xin lỗi nha, mình đang nói mắt chớn, mình không biết nói tới đâu, với lại mình không có cắt nghĩa rõ ràng, thì mình chỉ biết là hôm nay thấy rất là thú vị, được tò mò về cái vụ virus nè. Rồi cái có mà trên mạng nó có một cái đề tài đó thì mình đọc gì đó. Anyway, tình hình coronavirus giờ nó có một cái tên mới là gì, COVID rồi 19. Tên gọi là COVID-19 hả? Còn cái coronavirus là cái tên của người ta đặt tạm thời vậy đó, bây giờ là tên chính thức của nó là như vậy. Và có cái tin tức hơi interesting, hơi thú vị, là nghĩa là không phải thú vị, cái chùm cái chữ thú vị không đúng, nghĩa là thấy mình không nghĩ tới đó, nghĩa là cái người ta chết nhiều quá đến nỗi mà và thì bên Trung Quốc họ muốn hỏa táng cái thân thể của người chết đi không, tại vì không có muốn lây ra thêm nữa, thì nhiều rất là nhiều nhà hỏa táng họ là họ mỗi ngày họ chỉ làm được có bao nhiêu xác người thôi, phải không, mà xác chết như kiểu bây giờ nó tăng lên là cứ mỗi ngày 100 người, 100 người ở Vũ Hán là những cái nhà xác làm không kịp luôn á, mình thấy cũng đọc cái tin mà thấy tự nhiên rợn ngốc mà. Giờ này đã hơn cả 1.000 người chết rồi. Anyway, thôi mình stop stop nói là nói liên tiên, vừa vừa làm vừa nói không được. Mình đi ra ngoài có cái bàn mình ngồi mình xét lên rồi mình chỉnh rồi mình đi bộ một chút nha. Tạm chào các bạn. Ok, mình ba lăn cái máy như vậy nè, đó. Nó phải cân bằng như vậy nó mới work, còn lúc nãy thì nó cứ riêng nó cơ nặng qua bên nặng đây, giờ nó cân bằng như vậy thì cái máy nó mới chạy tốt. Ok, thôi bây giờ mình đi bộ đây. Ok, khi mà mình cân bằng cái máy tốt như vậy đó đi thì nó chống rung rất là tốt. Đi mình sẽ cứ đi nhắm hướng mình đi nha. Dưới cái ao này có rất nhiều con vịt trời. Hôm qua mình tình cờ coi cái video clip của mấy gọi là thôn nữ miền quê gì đó, thấy tựa đề nó mấy con le le mắc quá, thì thấy cái đây vịt trời nó là cũng loại con le le nè. Ở đây thì nếu như mình có license mình có thể bắn, mình bắt nó ăn thịt được, nhưng mà mình không thể bắn ở trong công viên, chỉ ở ngoài trời thôi, ngoài rừng thì ok chứ còn trong công viên thì không được. Thấy người ta ở Việt Nam nuôi con le le nó bán tới 600 ngàn một con, so với vịt thì bán nhiêu ta, một con vịt thì nhiêu đó rẻ hơn nhiều thì không biết, 600 ngàn là 30 đồng một con vịt, là một con cũng cũng mắc chứ ha. Con vịt ở đây mua ngoài chợ chừng 12 đồng 13 đồng, làm thịt sẵn hết rồi, đông lạnh. Để thì nhìn con lê lê cho các bạn thấy đó. Đây con lợi, con vịt trời đây nó đẹp hơn cái con lê lê không? Hôm qua mình coi ở mấy đó, đây con này nè, con đực con cái nè, con đực nó có màu, còn con cái thì nó đó, ba con nó mới bay xuống đó, rồi quá trời thấy không, lê lê đó, vịt trời đó, đây nữa nè, nguyên đám nó cho quá trời luôn, quá chừng nó bay vô đâu từ quá chừng nó chắc. Mấy con này thì đang nghỉ ngơi. Nếu như mình là có cái bằng để mình săn á, săn săn vịt, săn chim đồ thì mình có thể bắn nó ở ngoài trong mấy cái chỗ họ cho phép, chứ còn trong công viên này thì không không thể là không được này.
Gió thì sợ không? Sao bữa nay mấy con chim nó bay dữ vậy ta? Nó bay bay quá trời. Gió quá các bạn ơi. Thôi mình tập trung đi bộ một chút nha. Nói chuyện gió mà gió chắc khó nghe được lắm. Ta đứng nhìn cảnh chút nè. Rồi qua đó đứng quay mấy con vịt nó bay cũng đẹp. Bữa nay mình mấy nó cũng hơi quải quải các bạn ơi, làm biển đi bộ quá. Ở ngoài gió nữa. Muốn trở lại vô trong xe ngồi chờ đến chiều mát rồi đi bộ sao tiếp. Mất hứng thiệt. Đang đứng với cái cây liễu. Mùa này nó không có lá. Đến vài tuần nữa nó lá nó mọc ra đẹp lắm. Gió thổi ù ù. Mặt trời hướng này hả? Ôi, đi trở lại xe các bạn ơi, lười biếng quá. Thôi chịu. Mà lạ cái hôm nay sao mình rất là nhiều mấy con le le này vịt trời nó bay vô trong cái ao này, nó bay quá trình bay. Mình đang chờ cái máy chụp hình mới, máy quay phim mới. Mình đã order rồi và cũng chờ họ discount cho mình 100 đồng. Thế mà mình móc cái máy hư á, họ nói là mình đổi cái máy nào vô cũng được á, nó bớt 100. Mình có cái máy cái ảnh cũ pocket camera đó, rất là nhỏ mà rất là dở, nó bị hư rồi nên mình đem mình đổi bớt được 100 đồng. Đây là cái ao nè. Cái cây ngã xuống đây từ có rất nhiều lâu mấy con rùa nó tới nó phơi nắng. Cái liệu có hôm con rùa nó bò lên tới đây luôn, mình tính bắt về nuôi. Bắt đem ra bị cảnh sát ở đây nó bắt. Đây cảnh sát con le le nè, thấy không? Con đực thì nó có màu, con kia nó giống hệt con Việt Nam, con kia nó giống ở Việt Nam. Nhỏ xíu, nhỏ hơn con vịt ta gấp đôi. Chị mà bán 600 ngàn ta. Nó đây vớt hai con này về cái này sực liền. Mình thấy con đực đẹp lắm. Thấy nó đẹp. Con này bị mất vợ rồi. Partner bị mất rồi. Mình đứng canh me coi mấy con ngỗng này nó có bay lên không. Lúc nãy nó bay lên mình quay không kịp. Ngồi chờ con ra, nó còn vài phút nữa. Hôm nay nó muốn lại lại trường after hour đó, nghĩa là sau giờ học nó muốn ở lại. Hôm nay đi tập thể dục mà thấy không có thỏa mãn gì hết, thấy trong người nó quẩy quẩy. Bây giờ thì nhiệt độ lên ấm, nhưng mà không biết còn hứng thú để mà đi bộ không sau khi chở con về nhà. Các bạn có biết khi mà mình hay nói về du lịch này nọ rồi chừng vài năm nữa con trai mà nó vào trong trường đại học rồi mình có thể đi du lịch đây đi đâu du lịch đó vậy phải không? Cho nên mình coi rất là nhiều video của những người mà du
du lịch, nhất là những người Mỹ. Có người có cái channel tên là Traveling Robert, thì anh ta đi khắp nước Mỹ với lại Canada. Nghĩa là có một cái xe rồi kéo một cái nhà gọi là nhà di động á, rồi anh ta đi cũng khoảng 60 tuổi vậy đó, nghĩa là đi tùm lum tà la hết, là đi rất là nhiều nơi. Có hôm mình thấy anh ta đi đến Lake Tahoe, thì mình Lake Tahoe ở đây mình lái lên đó chừng 4 tiếng đồng hồ à. Mà mình có lên Lake Tahoe mà mỗi lần đi là đi ghé vô casino chơi, chứ còn không có đi vòng vòng ngoài ở ngoài chơi. Mà nhất là mùa hè không có đi lên đó, đi mùa đông không à. Thấy anh ta đi rất là rất là đẹp, chắc hôm nào mình sẽ đi lên đó, nhưng mà bây giờ thì chưa được, chưa rảnh. Rồi thấy anh ta đi qua bên Canada, đi across USA đúng không? Thì Florida là cái nơi mình cũng rất là thích. Ngày xưa mình cũng có đến rồi, cái ý định mình là đi đến Miami, xong rồi mướn xe chạy xuống với Key West. Nhưng mà lúc đó ex mình á là lúc hai vợ chồng có đứa con nhỏ, si book làm sao mình, tại mình vẫn đi làm, mình đưa cho cô ta làm cái việc book vé. Cô ta nói với agency sao mà thời đó thì cũng chưa có online thịnh hành lắm, cho nên phải gọi qua agency. Rồi agency nói là nói qua nói lại sao không biết nữa, mình đến lúc mình coi cái vé lại thì nó đề là Fort Myers, nghĩa là cái vùng thành phố đó nằm bên Gulf, bên cái vùng vịnh á, chứ không phải là cái vùng Đại Tây Dương. Cho nên mình chưa bao giờ đến Key West được hết. Mình định là đến đi lên Miami rồi đến Key West. Thì anh ta này, anh đi lên Key West lái xe từ Miami đi ra một cái những... Thì Key West là có những cái đảo nhỏ như này, có cái đường họ cắt bằng cầu á, cầu ra biển á. Nó dài xuống tới cái cuối đỉnh của nước Mỹ luôn, giống như ở Việt Nam mà tới Cà Mau, mà cái cuối nam đỉnh của Cà Mau vậy, của Việt Nam vậy đó, thì đây cũng có cái nam đỉnh của Mỹ. Thì gần Cuba có chừng 100 km, à hơn 100 km là tới Cuba. Anyway mà thấy rất là thích thú. Mình ngồi cảm nghĩ chắc mình sẽ làm như vậy, mình mốt mình chắc chơi hấp chơi chứ gì mà chưa mua chiếc xe van này, cái để cái chỗ để ngủ vậy phải không, rồi mình lái xe across USA. Nhưng mà ngồi ngẫm nghĩ lại chắc mình là không nổi đâu. Cái mấy cái tánh của mình thì là thích ở nhà hơn là sao, cũng là đi chơi. Mình nghĩ lại cuối cùng chắc mình không có thực hiện được như kiểu như vậy. Cái kiểu đi đâu tuần rồi mình phải về nhà ít nhất cũng 3 tháng nữa rồi đi nữa, chứ còn cái kiểu mà đi mà tràng giang đại hải như anh chàng ta đi hoài suốt hoài thì chắc không được đâu. Mình không biết làm nổi không, nhưng mà cũng giống như là cái lòng mình muốn nha, cái cơ thể mình, cái ý, cái óc mình không có thể chịu đựng nổi đâu. Mình nghĩ chắc mấy mốt hàm không nổi vậy đâu, tại đi trên travel như vậy rất là lonely, có một mình. Trừ khi mình có thêm một bạn suy nghĩ như vậy đó, thấy cũng cuối cùng mình nghĩ chắc mình không làm nổi được đâu. Mình thích thật là thích luôn á, nghĩa là lên chiếc xe đi lái qua cross USA rồi tới vùng nào đó, rồi cái làm vlog rồi nào đó đấy không. Nhưng mà cái kiểu mà ăn uống bờ bụi rồi ngủ ngay trên xe, hay là ngày lâu lâu rồi mướn motel rồi ngủ gì cho bộ mình chịu không nổi đâu, chắc chừng một tuần vậy thôi à, chứ còn hơn nữa là chắc chịu nổi. Mà người ta thì đi cả năm cả tháng luôn. Anyway. Nhiều khi mình thấy cái người ta làm mình thích, nhưng mà mình nghĩ lại thật sự đối với mình á, mình chắc mình làm không được. Tại vì mình thích ở nhà hơn, thích ngủ khuya, sáng thức sớm, rồi đến lúc nào mà mệt thì ngủ, không mệt thì đi thức dậy đi ra ngoài, không có cái nhà, có cái nơi, có cái chỗ để mình chứa đồ, ba cái đồ tầm bậy tầm bạ, giống như là đồ đạc của mình mà mình không muốn bỏ vậy đó, gọi là để ta sao ta
gọi là horror đó, có cái TV show nói là những người mà họ rất là quý những cái vật của họ có, cho nên họ gì giữ tùm lum mà đến nỗi uống cái lon khóc cũng không bỏ nữa, coi như là cái nhà họ rác đầy lên tới đầu luôn, gọi là hoarder đó. Có cái TV show đó, những người đó mà trong nhà họ thúi lắm, tại vì đồ ăn thức ăn này không có rửa gì, cứ ăn uống xong rồi cứ chừa mấy cái hộp rồi cũng chừa lại nó tùm lum la hết. Cái đó là quá, coi như là quá cực khủng rồi. Mình thì mình thích thích những cái kỷ niệm của mình, ví dụ như mình mua cái này rồi mình không thể nó mình bỏ được, ví dụ như mà nó có hư rồi mình cũng không quăng đi được, nếu mình muốn giữ lại đúng không, cho nên mình có nhiều rất ba cái đồ iPhone cũ rồi này kia này nọ, mà nói đúng ra mình dọn nhà cũng mấy chục lần rồi nên cũng mất rất nhiều. Có một cái kỷ niệm mà rất là quý mến tôi mang từ Việt Nam qua luôn, là một cái sưu tầm tem với lại một cái mà mỏ neo mình đeo trên cổ nè. Có cái mỏ neo thì của Hải Quân đẹp lắm, mình rất thích lắm. Nhưng mà hồi thời sau 75 lúc đó mình đeo thì lại bị công sản nói là hippie, nên mình không dám đeo, mình cứ giấu cất đi, qua tới Mỹ mình dám đeo. Tại vì lúc đó đeo cái đó là coi như là phản 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 chiến hay cái gì mất tiêu rồi, quên rồi. Phản chống đối hay là phản đối gì quên mất tiêu rồi. Tóc dài cũng không được nè, rồi mặc đồ mà ống loa rồi gì là cũng không được, phải cắt tóc gọn gàng rồi gì, ấp xã trưởng xã vậy tóc nào nó cũng nhìn ngó mình đó. Rồi thời sau 75 mình nhớ gì đó, cái mỏ neo đó mình đeo không dám đeo nữa, mình đeo mình cất đi. Bây giờ mình mất dọn nhà đi, mình mất đều mất tiêu hết rồi. Cái sưu tầm tem với cái sưu tầm tem hồi đó rất là lâu luôn á. Anyway, với một số tiền cũ, số tiền hồi thời Cộng Hòa đó. Anyway, nói tóm lại đang tự nhiên suy nghĩ những cái lúc sau này mà mình muốn đi du lịch, mà muốn đi cái kiểu lang bang bụi bặm gì đó, mình chắc mình nghĩ làm không nổi đâu. Thật sự nghĩ trong ngồi nghĩ lại. Anyway, con ra rồi. Thôi, tạm chào các bạn nha.